Vâng, xin kính chào quý vị và bà con. Chúc quý vị và bà con một ngày mới nhiều niềm vui và sức khỏe. Tiếp tục chia sẻ về cây thuốc và những bài thuốc chữa bệnh từ thảo dược. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin được chia sẻ với quý vị và bà con tác dụng và cách dùng củ giấy chữa bệnh tốt nhất. Củ giấy còn có tên gọi khác là cây giấy dại, dã vũ. Trong đông y thì cây giấy được coi như là một vị thuốc rất là quý và chữa được rất là nhiều bệnh mà không phải ai cũng biết về tác dụng của cây giấy. Ở Việt Nam có nguồn cây giấy rất là dồi dào và không chỉ mọc tự nhiên hoang dại mà ngày nay người ta còn trồng giấy để nuôi trồng thủy sản. Vậy củ giấy có vai trò quan trọng như thế nào trong việc điều trị bệnh? Thì sau đây tôi và bà con sẽ cùng đi tìm hiểu đặc điểm của củ giấy. Thì cây giấy là một loại cây thuốc nam rất là quý. Cây giấy nó có những cái đặc điểm như là cây thường mọc thành bụi, là một loại cây mềm cao từ 0,3 đến 1,5 mét và có thể dài tới 5 mét. Thân ở phía dưới thì bò và trên đứng. Dưới đất có thân rễ hình cầu, sau đó là phát triển thành củ dài và có nhiều đốt ngắn. Trên đốt có vảy màu nâu, lá to hình tim, dài từ 10 đến 50 cm và rộng từ 8 đến 45 cm, cuống mẫm và dài từ 15 đến 120 cm. Bông mo hoa cái thì mọc ở dưới gốc và hoa đực thì có cuống và mọc cao vút lên và tận cùng bằng một đoạn bất thụ. Phía dưới của mo thì là những quả mọng hình trứng màu đỏ. Giấy là một loại cây mọc hoang dại phổ biến ở khắp nơi trong nước ta. Giấy thường mọc ở những vùng rừng hay là ưa mọc ở những nơi ẩm ướt và còn thấy mọc ở Lào, Campuchia, Hoa Nam Trung Quốc, Châu Úc. Người ta thường sử dụng củ của những cây từ 2 đến 3 năm trở lên. Sau khi thu hái về thì rửa sạch đất cát và cắt bỏ rễ con, cạo bỏ vỏ ngoài, có thể phơi khô hoặc dùng tươi. Khi chế biến thì thường bị ngứa tay, cho nên là đặc điểm này thì quý vị và bà con hết sức là lưu ý. Thân và củ giấy thì thu hái vào mùa thu đông, đem phơi hoặc sấy khô. Khi dùng thì đem ngâm với nước phèn hoặc nước gừng, rồi đồ lên cho mềm, thái mỏng. Thân rễ giấy có tính cay, vị ấm, có tác dụng tiêu đềm, trừ suyễn, cũng như là vị bán hạ, thanh nhiệt và giải độc. Trong đông y thì cây củ giấy có công dụng chữa cảm mạo, ghẻ ngứa, và trong dân gian thì đã được sử dụng rất nhiều từ xưa đến nay. Tài liệu cổ cho rằng cây giấy có vị nhạt, tính hàn và có đại độc, có nghĩa là độc nhiều, ăn vào thì sẽ gây ngứa trong miệng và cổ họng. Dân gian thường sử dụng củ cây giấy để sát vào những nơi bị dính lá ham, gây ngứa tấy và còn được dùng làm thuốc chữa mụn nhọt, ghẻ, sưng bàn tay, bàn chân. Theo y học cổ truyền thì củ cây giấy có vị cay, tính ấm, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, bình hàn, trừ suyễn. Tuy nhiên lâu nay thì mọi người vẫn mới chỉ biết sử dụng cây giấy trong cái việc điều trị viêm gan, vàng da, tê buốt bàn chân, đau lưng, mỏi gối và điều chỉnh rối loạn chuyển hóa lipid máu. Tại Quảng Tây Trung Quốc thì nhân dân thường sử dụng để chữa sốt rét. Sốt rét, lứa ngở, ngứa lở và lông rụng hết, còn gọi là phong đại. Sau đây tôi xin chia sẻ với quý vị và bà con cụ thể những bài thuốc từ cây củ giấy. Bài thuốc thứ nhất đó là sử dụng làm keo dán mụn nhọt. Quý vị và bà con chuẩn bị một củ giấy tươi nặng từ 50 đến 100 gram và thêm một củ nghệ khoảng chừng 60 gram. Các bước tiến hành: củ cây giấy gọt sạch vỏ, giã nát nhừ với nghệ và sau đó cho dầu vừng vào nấu nhừ, thêm dầu thông và sáp ong vào và khuấy cho tan, để nguội và phết lên giấy dán vào nơi bị mụn nhọt. Và nếu như mụn nhọt mới mọc thì thường tan, còn nếu như đã mọc lâu rồi thì nó sẽ có tác dụng là hút mủ. Bài thuốc thứ hai là chữa thống phong hay còn gọi là gút. Chúng ta chuẩn bị một củ giấy khô 50 gram,
và một quả chuối chín vàng thái mỏng, sao vàng 30g, sắc uống liên tục trong từ 3 đến 5 ngày và chữa mẩn ngứa mãn tính, thì chúng ta chuẩn bị củ cây giấy và sắt mỏng nấu với muối, sau đó đem xông hoặc là rửa. Quý vị và bà con lưu ý là không được pha với nước lạnh, hoặc là củ cây giấy cao từ 1 mét trở lên thì thái lát phơi khô và tán bột. Mỗi khi cần thì nấu với nước sôi khoảng 1 tiếng trở lên thành một cái dạng hơi đặc. Sau đó là bôi lên vết ngứa thì rất là công hiệu. Bài thuốc thứ tư đó là dùng để chữa nấm kẽ chân. Thì quý vị và bà con chuẩn bị là lá giấy 50g, lá trầu không 8g. Và sau đó cho nước để ngập và đun sôi để nguội, sau đó chúng ta ngâm chân. Bài thuốc tiếp theo là chữa ong đốt. Chúng ta lấy vài lát củ cây giấy đắp lên chỗ ong đốt thì cũng sẽ rất là nhanh khỏi. Bài thuốc tiếp theo là chữa rắn cắn. Thì tùy theo độ tuổi có thể dùng từ 10 đến 20g củ cây giấy giã nát và dùng một nửa để đắp lên cái chỗ bị rắn cắn, còn một nửa dùng để nấu với nước và uống. Khi nào mà thấy có cảm giác ngứa thì chứng tỏ là nọc độc đã hết. Bài thuốc thứ 7 là dùng để chữa sốt không ra mồ hôi. Quý vị và bà con chuẩn bị củ cây giấy sắt mỏng và sau đó chúng ta mang sao vàng hạ thổ và sắc kỹ cho uống nóng. Bên ngoài thì chúng ta dùng củ giấy xoa sát ở khắp người. Đấy, thì dùng như vậy cũng rất là nhanh khỏi và rất là hiệu quả. Bài thuốc thứ 8 là bài thuốc cuối cùng và cũng là bài thuốc chữa ghẻ. Thì chúng ta chuẩn bị củ giấy tươi. Chúng ta giã nát ra và sát vào cái chỗ ghẻ. Cách dùng củ giấy hiệu quả thì theo ghi chép của những tài liệu cổ thì cho thấy củ giấy có vị nhạt, tính hàn, ăn vào thì gây ngứa miệng, ngứa họng. Củ giấy thì thường được ứng dụng trong các bài thuốc sau, và tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn trong cái ứng dụng dùng cây giấy để điều trị bệnh. Thứ nhất là dùng củ giấy để chữa bệnh gút. Trong dân gian thì người ta hay dùng củ giấy, sau đó là cắt bỏ rễ con, cạo bỏ vỏ ngoài, sau đó là phơi khô. Nếu mà dùng tươi thì phải ngâm lâu ở trong nước, sau đó là chúng ta thái nhỏ sao vàng lấy khoảng chừng 50g và chuẩn bị thêm một quả chuối hột chín thái mỏng, sao vàng 30g. Cho cả hai thứ này vào với một bát nước và sắc uống. Dùng như vậy liên tục khoảng một tháng thì bệnh thống phong sẽ không tái phát. Cách dùng củ giấy để chữa cảm thì những người bị sốt cao thì chúng ta cũng sử dụng củ giấy tươi, chúng ta cắt đôi ra và hơ qua lửa để cho tái cái củ, sau đó là chúng ta áp vào mu bàn tay. Nếu như thấy không ngứa thì chúng ta dùng nửa củ và sát vào vùng xương sống và khắp vùng lưng, còn nửa còn lại thì chúng ta đun với nước sôi và uống lấy một bát nước. Chúng ta làm khoảng 5 lần như vậy thì sẽ khỏi bệnh. Củ giấy thì có thể dùng liều từ 6 đến 16 gram trên ngày, dạng thuốc sắt hay là dạng bột. Nhưng chú ý là phải bào chế kỹ và theo đúng quy trình để thuốc không bị gây ngứa trong quá trình sử dụng. Tiếp theo là củ giấy ngâm rượu. Thì nhân dân ta thường lấy củ giấy tươi hoặc khô với tỷ lệ là rượu 7, củ giấy 3 và ngâm trong vòng 3 tháng sau đó là uống được. Mỗi ngày nên dùng một chén nhỏ để tận mạnh gân cốt và tăng độ giãn của các khớp xương và dễ vận động hơn sau những cơn đau đớn do bệnh gút gây ra. Cách dùng củ giấy để điều trị bệnh máu nhiễm mỡ thì củ giấy có thể là sắc uống cùng với một số vị thuốc khác để điều trị rối loạn lipid máu. Đấy, như là củ giấy thì chúng ta chuẩn bị 20g này, lá sen 20g, táo mèo 20g, vỏ quýt 10g, cam thảo 6g, phục linh là 2g, ngũ vị tử 8g. Các vị thuốc bắc này thì chúng ta có thể mua ở các cái đại lý thuốc bắc hoặc là tiệm thuốc bắc. Chúng ta mua đủ các cái vị thuốc đó về và sắc uống mỗi ngày một thang và chia uống làm 3 ngày, 3 lần trong ngày.
Hình ảnh mà chúng ta đang xem đây là một khóm cây giấy mọc tự nhiên. Vâng, thì nội dung chia sẻ về tác dụng và cách dùng củ giấy để chữa bệnh xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu thấy video này hữu ích thì mong quý vị và bà con hãy chia sẻ video để cho nhiều người biết đến công dụng, cách sử dụng cây củ giấy trong điều trị bệnh. Và hãy đăng ký kênh để cùng tiếp tục tìm hiểu về những bài thuốc hay, những cây thuốc quý cho đời sống. Xin cảm ơn quý vị và bà con.